Bạn định nghĩa thế nào về một huấn luyện viên xuất sắc? Một người có năng lực chiến thuật thiên tài, nâng tầm được cầu thủ, có khả năng giải quyết tốt mọi vấn đề trong vòng thay đồ, nói chuyện, làm bạn với các cầu thủ để họ có thể chiến đấu hết mình, hoặc phải có năng lực lãnh đạo khiến toàn đội khâm phục trong từng lời ăn tiếng nói. Mỗi người hẳn sẽ có quan điểm riêng, nhưng có một điều chắc chắn, nếu một huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng không ngôi sao lớn, chẳng được đầu tư nhiều tiền lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu, thì đó phải là một chiến lược gia đại tài. Khi cúp C1 đổi tên thành Champions League, các nhà vô địch của giải đấu này đều là những tên tuổi lớn, sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao, được đầu tư một cách rầm rộ. Nhưng FC Porto năm 2004 lại là cái tên duy nhất không có những đặc tính kể trên. Họ là tập hợp của những ngôi sao lớn tuổi, cùng rất nhiều cầu thủ chưa hề có tên tuổi và tài năng chỉ ở mức trung bình khá vào thời điểm đó. Nhưng dưới bàn tay của một huấn luyện viên xuất sắc, tập thể đó đã tạo nên kỳ tích 2 năm vô địch 2 cúp châu Âu. Jose Mourinho trở thành cái tên được cả châu Âu săn đón sau chiến công cùng Porto năm 2004. Nhưng trước đó, con đường sự nghiệp của ông đã có rất nhiều điều khác biệt. Thường thì khi nổi tiếng, con người ta mới kênh kiệu, ngạo mạn hơn. Nhưng với huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, đó đã là tính cách của ông. Từ ngày mà cả thế giới còn chưa biết đến cái tên Jose Mourinho. Khi còn là một phiên dịch kiêm trợ lý của Sir Bobby Robson ở Barcelona, Mourinho đã sẵn sàng cà khịa cả huấn luyện viên nổi tiếng tính nóng như lửa là Luis Fernandez. Thời điểm làm trợ lý ngôn ngữ cho Bobby Robson, Mourinho đã tự ý thay người thầy của mình trả lời các câu hỏi của cánh báo chí. Jose Mourinho là một người phiên dịch, đồng thời là trợ lý cho Bobby Robson. Hai vai trò này là không tương thích và điều đó đã thể hiện rõ ràng sau 2-3 buổi họp báo đầu tiên. Thay vì phiên dịch các câu nói của Robson, Mourinho đưa thêm ý kiến cá nhân của mình. Jose bảo vệ ông chủ của mình và tranh luận với cánh nhà báo. Chúng tôi đã phải kéo ông ấy trở lại với công việc chính của mình. Một thành viên của Barcelona đã từng làm việc với Mourinho và Bobby Robson cho biết. Khi mới làm việc cho Sir Bobby Robson tại Sporting Lisbon, FC Porto và Barcelona, Jose Mourinho đã chứng tỏ được khả năng đánh giá, nhìn nhận trận đấu xuất sắc. Robson thừa nhận ông chưa từng thấy một trợ lý hay cầu thủ nào của mình báo cáo về đối thủ chi tiết đầy đủ như Mourinho. Ngay cả tới một chiến lược gia đầy cá tính như Luis Van Gaal cũng phải thừa nhận rất muốn nghe những phân tích cặn kẽ của Mourinho và dần bị thuyết phục về việc vị trợ lý người Bồ Đào Nha có thể trở thành một huấn luyện viên xuất sắc. Một thành viên trong nội bộ của Barca thời điểm Van Gaal làm huấn luyện viên trưởng, còn Mourinho là trợ lý, có kể lại một câu chuyện để thấy rõ sự đặc biệt của Jose. Vai trò của Mourinho dưới thời Luis Van Gaal rất khác biệt và ông ấy được tin cậy giao nhiệm vụ đi trinh sát các đối thủ trước trận đấu. Nên Jose đã đi rất nhiều. Để có thêm những góc nhìn khác, Van Gaal đôi khi để Mourinho quan sát trên khán đài thay vì bằng ghế chỉ đạo. Mourinho sẽ báo cáo kết quả của mình trước khi hiệp 2 bắt đầu để Van Gaal có thể đưa ra những thay đổi. Tôi đã làm việc với Mourinho và cảm thấy thích ông ấy. Mourinho thông minh, tham vọng và có một cá tính mạnh mẽ. Jose muốn trở thành một phần của đội bóng bởi vì ông ấy biết mình sẽ thích hợp và thành công. Tôi biết ông ấy là một huấn luyện viên tốt nhưng không nhận ra rằng ông ấy là một huấn luyện viên vĩ đại. Khi Van Gaal bị sa thải, Mourinho cũng rời Catalonia để chính thức theo con đường trở thành huấn luyện viên. Sau khi Jupp Heynckes chia tay Benfica, Mourinho trở thành người thay thế trong rất nhiều sự hoài nghi. Bởi lẽ ông chưa hề có chút kinh nghiệm đỉnh cao nào trước đó. Mặc dù vậy, chủ tịch của đại bàng Bồ Đào Nha lúc bấy giờ, Hao Azevedo lại tỏ ra tin tưởng vào quyết định của bản thân, thậm chí còn ra sức thuyết phục người đặc biệt dẫn dắt đội bóng. Nhưng chính quyết định đó lại là nguyên nhân khiến Azevedo thất bại trong cuộc đua chủ tịch Benfica ít lâu sau. Manuel Villarino đã liên tục nói về sự thay đổi ban huấn luyện Benfica nếu giành được chiến thắng trong cuộc đua bầu cử. Villarino và nhiều quan chức ở sân ánh sáng thích huấn luyện viên Toni hơn là một kẻ mới chân nước chân giáo vào nghề như Mourinho. Và sau khi Villarino đắc cử, ông tìm mọi cách để Jose Mourinho phải tự xin thôi việc. Tháng 7 năm 2001, người đặc biệt tiếp quản Unión de Leiria và chỉ sau đúng nửa mùa giải, ông đã chứng minh được năng lực khi rút đội bóng nhỏ bé xếp trên cả FC Porto. Chính điều đó khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Dragao mời Mourinho về tiếp quản băng ghế huấn luyện thay cho huấn luyện viên Otavio Machado vào ngày 23 tháng 1 năm 2002. Lúc đó, Porto đứng ở vị trí thứ 5 tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, bị loại khỏi cúp quốc gia và đứng bét bảng ở vòng bảng thứ 2 UEFA Champions League. Mourinho nhanh chóng đưa đội bóng trở lại, kết thúc ở vị trí thứ 3 sau chuỗi 15 trận bất bại gồm 11 chiến thắng. Khép lại mùa bóng đó, ông tuyên bố Porto sẽ trở thành nhà vô địch Bồ Đào Nha vào năm tới. Mùa bóng chính thức đầu tiên, Mourinho xây dựng được lực lượng nòng cốt và tạo ra những bài tập ở cường độ cao, vô cùng mệt mỏi với toàn đội. Nhưng chính điều đó lại giúp Porto nhanh chóng tạo ra sự khác biệt và họ giành cú ăn 3, vô địch quốc gia, cúp quốc gia và UEFA Cup. Sau 1.5 năm, Mourinho biến đội bóng thất bại trở lại vị thế thống trị Bồ Đào Nha, hoàn tất lời hứa với các cổ động viên, thậm chí còn tốt hơn tưởng tượng của nhiều người. Một năm sau, kỳ tích còn lớn hơn, Porto bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia với thành tích bất bại trên sân nhà. Chưa hết, họ còn tạo nên chiến công vẻ vang, chính là danh hiệu UEFA Champions League có 1-0-2 trong thế kỷ 21.
Nói như vậy là bởi Porto năm 2004 là đội bóng duy nhất không thuộc top 4 giải vô địch quốc gia hàng đầu, gồm La Liga, Premier League, Serie A và Bundesliga lên ngôi ở cúp C1. Tính từ khi giải đấu chuyển tên thành Champions League, Porto cũng là nhà vô địch duy nhất sở hữu đội hình kém danh tiếng và không hề có nhiều kinh nghiệm đỉnh cao. Marseille năm 1993 được đầu tư rất khủng với hàng loạt thảo thủ trong đội hình dưới thời của nhà tài phiệt Bernard Tapie. Năm 1995, Ajax của Van Gaal lên ngôi, nhưng vốn dĩ đó đã là một đội bóng tên tuổi và giàu truyền thống, còn Porto Mourinho chẳng có gì đáng chú ý. Tất cả những điều đó như để chứng minh cho tầm vóc của chiến thắng năm 2004 với Porto. Và tất nhiên, người có công lớn để nâng tầm đội bóng từ vô danh lên đỉnh cao chính là Jose Mourinho. Trong lịch sử, rất hiếm người làm được như ông, dẫn dắt một câu lạc bộ không được đầu tư lớn lên đỉnh cao châu Âu đầy khắc nghiệt. Nếu như Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane vô địch Champions League với đội hình được đầu tư rất khủng, thì Mourinho chẳng có được may mắn đó cách đây 16 năm. Vì lẽ đó mà Mourinho mới trở nên đặc biệt và lọt vào danh sách những chiến lược gia tầm cỡ nhất thế giới. Rời Porto trên đỉnh vinh quang, Mourinho tiếp tục hành trình chinh phục vĩ đại. Ông tới Chelsea trong sự chào đón nồng nhiệt của giới truyền thông thế giới. Và vẫn phong cách quen thuộc, ngông cuồng, cá tính, Jose tự gọi mình là người đặc biệt trong buổi họp báo đầu tiên tại nước Anh, cùng tuyên bố về chiếc vô địch Premier League cứ như thể nó đã ở trong túi. Roman Abramovich đã bỏ ra rất nhiều tiền trong năm đầu tiên, nhưng vẫn phải chứng kiến The Blues núp bóng Arsenal bất bại. Nhưng với Mourinho trên băng ghế chỉ đạo, Chelsea dễ dàng phá vỡ thế song mã MU Arsenal để tạo nên nhà vô địch kỷ lục với số điểm nhiều nhất 95 và số bàn thua ít nhất 15. Sau 50 năm, Chelsea mới lại vô địch nước Anh và họ làm được điều đó chỉ sau chưa đầy một năm được dẫn dắt bởi Mourinho. Năm thứ hai, Chelsea của ông tiếp tục bảo vệ thành công chiếc vô địch. Cũng kể từ sau khi Mourinho đến nước Anh, Arsenal của Arsene Wenger từ một thế lực hàng đầu dần dần rơi vào khoảng trắng danh hiệu. Mourinho có thể nói ra những điều vô cùng kiêu ngạo, nhưng quan trọng là ông làm được, chứ không phải kẻ khoác lác. Ông biến Chelsea từ trọc phú trở thành đại gia đích thực của cả châu Âu và thống trị nước Anh không mấy khó khăn. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể bị thù ghét, nhưng ông luôn là người khiến tất cả phải ngầm thán phục bởi khả năng thay đổi số phận của một câu lạc bộ. Điều đó thêm lần nữa được thể hiện ở Inter Milan. Trước khi Mourinho tới, Inter đã thống trị Serie A dưới thời Roberto Mancini sau khi Calciopoli khiến Juventus cùng các đối thủ khác của Nerazzurri điều đứng. Nhưng Inter của Mancini chỉ là chột làm vua xứ mù. Hễ cứ ra biển lớn Champions League là họ chỉ như gã học việc đáng thương. Và cũng phải nhớ rằng, đã từ rất lâu, Inter Milan không còn là một thế lực ở châu Âu, khi hai lần vô địch cúp C1 của họ đều đã diễn ra vào thập niên 60. Thậm chí, trong kỷ nguyên Champions League, dù được Massimo Moratti đầu tư không tiếc tiền với rất nhiều bản hợp đồng lớn, đội quần áo xanh đen còn không thể một lần lọt vào chung kết. Nhưng rồi, chỉ trong đúng 2 năm làm việc ở Giuseppe Meazza, Mourinho đã đem về chiến tích lớn nhất lịch sử Inter dưới kỷ nguyên Massimo Moratti với cú ăn ba vô tiền khoáng hậu, trở thành đội bóng Italia duy nhất đoạt 3 chiếc cúp danh giá trong cùng một mùa giải. Danh hiệu vô địch Champions League năm 2010 cho tới nay vẫn được các Interista nhớ như in, bởi lẽ nó là khoảnh khắc mà có rất nhiều người phải chờ đợi tới nửa thế kỷ mới được chứng kiến thêm lần nữa kể từ thập niên 60. Chiến công đó quá vẻ vang và tôn thêm sự vĩ đại của Mourinho. Ông làm được những thứ mà rất nhiều người với cả núi tiền đầu tư cũng không thể. Ngay sau khi người đặc biệt ra đi, Inter cũng như con thuyền mất lái giữa đại dương và chẳng thể làm được gì ở cúp châu Âu từ đó cho tới giờ. Rõ ràng, hai chiếc vô địch Champions League trong sự nghiệp của Mourinho đều tới ở những đội bóng mà ít ai nghĩ ông có thể thành công, cũng được đánh giá về tiềm lực kém hơn so với Chelsea, Real hay Manchester United sau này ông dẫn dắt. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta thấy được sự đặc biệt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, một người tạo nên những nhà vô địch châu Âu với tỷ lệ cược thấp nhất, biến một tập thể không nhiều ngôi sao lớn trở nên xuất sắc lạ thường, khiến những cầu thủ máu mặt phải tuân phục không chút do dự và khóc nức nở vì tiếc nuối khi ra đi, thì chỉ có thể là một nhân vật kiệt xuất. Hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng Mourinho đã hết thời, nhưng nên nhớ khi mùa giải chưa khép lại, đừng nên khẳng định điều gì với một người luôn phá vỡ các tỷ lệ cược như người đặc biệt. Lịch sử đã chứng kiến nhiều huấn luyện viên xuất sắc tạo nên những chiến công lẫy lừng, nhưng đặc biệt như Mourinho thì chỉ có một.